Chào mừng chị các bạn đến với bản tin cập nhật thị trường dòng tiền của Top Group. Và mình là Nguyễn Thế Hưng, sẽ tiếp tục đồng hành với anh chị trên chặng đường đầu tư chứng khoán. Hôm nay là thứ sáu của từng ngày 15 tháng 10. Chúng ta có một phiên giao dịch tiếp tục là chỉ là biến động trong biên độ hẹp anh chị ha. Như vậy đây cũng là phiên thứ tư rồi. Chúng ta thấy là thị trường nó đang biến động trong một biên độ hẹp. Nó cũng khá là khó chịu cho nhà đầu tư, không tăng rồi nó cũng không giảm, nó cứ có thể tăng giảm trong đầu phiên với mức biên độ nó rất là nhỏ. Nếu mà nhìn chạm VN Index thì chúng ta có thể thấy đó là hiện tại thị trường chúng ta nó đã thoát khỏi được cái kênh xu hướng giảm hình thành từ tháng 7 tới nay rồi. Tuy nhiên thì cái động lực tăng tiếp thì hiện tại nó đã đang bị chững lại. Thì cái việc chững lại này nếu mà nhìn ở VN Index thì chúng ta sẽ không rõ bằng xem ở VN 30. Thì nếu mà xem ở VN 30 chúng ta có thể thấy á, là cái lý do mà thị trường đang chững lại ở đây đó đó chính là các cổ phiếu trong nhóm lớn trong VN 30 thì nó đang gặp một cái vùng kháng cự khá là mạnh, hình thành từ các đỉnh trước đó, các đỉnh ở tháng 4 tháng 6 nè, các đỉnh ở tháng 8 nè, và hiện tại thì nên nên hiện tại chúng ta có thể thấy á, thị trường trong các phiên gần này nó vẫn không có thể vượt qua được cái vùng này, khi mà các cổ phiếu lớn thì nó vẫn nó gặp vùng kháng cự này nên nó vẫn chưa thoát ra được. Nên khả năng thì chúng ta sẽ nên cái việc điều chỉnh và cái việc tăng giảm nhẹ trong các phiên gần đây có chúng ta có thể thấy là điều khá là dễ hiểu. Nếu mà giảm mạnh hơn thì chúng ta sẽ càng dễ hiểu hơn, còn cái việc mà nó chỉ tăng giảm nhẹ ở đây thì về nhìn nhận về một một cái khách quan thì chúng ta vẫn thấy được một sự tích cực, bởi vì mặc dù tới một cái vùng kháng cự có là một cái lực bán nó sẽ chắc chắn là nó sẽ tăng ở vùng này, nhưng mà thị trường chúng ta nó vẫn giữ được vẫn giữ được cái nền, nó đang hình thành một cái nền giá mới bởi các cây nến như thế này. Đó là chúng ta vẫn đang cố gắng hình thành một cái nến. Về cũng có khả năng thì thị trường của chúng ta nó sẽ có thể gặp những điều chỉnh và nó sẽ giảm về lại những cái nền thấp hơn, sau đó nó cứ tiếp tục tăng tiếp, hoặc là nếu nếu nó cứ tiếp diễn như thế này, nó hình thành một cái nền ở ngay cái vùng này thì sẽ có một cái nó sẽ tốt hơn và nó sẽ có thể giúp cho thị trường chúng ta sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Về chúng ta nhìn xem các thống kê để xem là thị trường chúng ta hôm nay nó đã đang diễn biến như thế nào. Đầu tiên chúng ta cùng xem xét đó chính là về độ rộng thị trường. Thì hôm nay có thể thấy là ở trên cả ba sàn thì phần trăm cái mã xanh thì nó cũng chiếm khá là thấp, chỉ có 43% ở sàn HOSE, 31% ở sàn HNX và 31% ở sàn Upcom thôi. Về số mã giảm điểm thì ở sàn HOSE hôm nay khá là cao với 46% mã giảm điểm và 35% mã giảm điểm ở HNX và chỉ có khoảng 16% mã giảm điểm ở Upcom. Nhìn về cái xu hướng ngắn hạn và trung hạn thì chúng ta vẫn thấy là thị trường chúng ta vẫn đang có một xu hướng tăng trong ngắn hạn và trung hạn khá là tốt, khi hiện tại các chỉ số này là với 77% cổ phiếu vẫn là nằm trên đường MA20, là cho thấy chúng ta vẫn còn một lượng rất là hơn 77% cổ phiếu vẫn đang trong một cái xu hướng tăng ngắn hạn và 84% cổ phiếu đang xuống tăng trung hạn. Thì cái điều này nó vẫn đây là một cái thống kê khá là tích cực đối với thị trường của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa có một điều này cho thấy chúng ta vẫn chưa cần phải quá lo lắng về tình hình của thị trường của chúng ta hiện tại chị ha. Tiếp theo về giờ mua bán của khoáng ngoại hôm nay thì chúng ta có thể thấy được ở sàn VN-Index thì chúng ta hôm nay chúng ta có một cái lượng mua ròng nó cao hơn. Chúng ta là hôm nay là có lượng mua nhiều hơn lượng bán của nước ngoài, và chính vì vậy chúng ta có thể thấy được hôm nay cái biểu đồ lũy kế mua bán ròng này nó đã ngóc lên một xíu. Tuy nhiên là nhìn vào thực tế thì chúng ta vẫn chưa có gì để mà vội vui mừng, bởi vì khối ngoại nó vẫn bán ròng từ đầu năm tới giờ nên là chỉ một hai phiên nữa cũng chưa có thể nói lên được điều gì hết. Về diễn biến về dòng tiền trong ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được phần lớn dòng tiền ngày hôm nay đã quay nó đã vào nhóm Small Cap và chỉ một lượng rất là ít vào nhóm VN30. Và nếu mà chúng ta có theo dõi trên thị trường thì
chúng ta có thể đều biết đó chính là nó tập trung có hôm nay dòng tiền vào rất mạnh vào nhóm ngành thép, tiêu biểu chính là cổ phiếu Hòa Phát. Đây về về tăng trưởng theo nhóm ngành ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được ở đó dẫn đầu đó chính là nhóm cổ phiếu của ngành thép, với các cổ phiếu tiêu biểu như là Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, SMC vân vân. Ngoài ra thì các cổ phiếu vật liệu xây dựng hôm nay cũng tiếp tục là những cổ phiếu thu hút dòng tiền với rất là nhiều nhóm ngành liên quan như là xi măng, đá, nhựa đường vân vân. Thì các cổ phiếu này thì Hưng đã nói rất là nhiều lần đó chính là những cổ phiếu được hưởng lợi từ cái đầu tư công, về cái câu chuyện đầu tư công của nhà nước đang đẩy mạnh từ đây từ quý 3, quý 4 cho đến cuối năm sẽ càng ngày càng đẩy mạnh, thì những cái nhóm cổ phiếu này nó vẫn đang thu hút dòng tiền khá là tốt. Nên những anh chị nhà đầu tư nào đã mua trước và có thể là trong hiện tại thì mình vẫn có thể tiếp tục nắm giữ để mà theo sát với cái câu chuyện này. Và nếu những anh chị nhà đầu tư nào mà chúng ta đã theo với cái câu chuyện đầu tư công này, hiện tại chúng ta đã có những cái mức lợi nhuận chắc chắn là đã rất là tốt, có thể là trên 15-20%. Và Hưng cũng xin chúc mừng anh chị nhà đầu tư đã có những cái quyết định đúng khi mà chúng ta đầu tư vào cái câu chuyện đầu tư công này. Tiếp theo thì Hưng sẽ thì đối với ngoài ra thì, ngoài cái nhóm dòng tiền vào cái nhóm vật liệu xây dựng và thép thì hôm nay chúng ta cũng thấy dòng tiền ở nhóm ngành dược phẩm hóa chất anh chị ha. Thì dược phẩm hóa chất thì nó cũng đã tăng rất mạnh trong thời gian qua, thì hôm nay nó cũng lại tiếp tục quay lại tăng điểm. Thì chúng ta tuy nhiên thì có lẽ là về kỹ thuật thì chúng ta cái điểm mua của đối với các cổ phiếu của nhóm ngành dược phẩm hóa chất thì nó đã cũng không có còn quá là tốt để mà chúng ta có thể tham gia toàn điểm thời điểm hiện tại, khi mà nó đã tăng quá rất là mạnh rồi. Cái rủi ro hiện tại nó sẽ khá là cao, chúng ta chỉ nên lựa chọn những nhóm ngành mà nó ít rủi ro hơn, nó vẫn còn chưa tăng nhiều. Còn đối với nhóm ngành dược phẩm hóa chất thì cá nhân giai đoạn hiện tại của Hưng là không không khuyến nghị tham gia mua mới đối với các anh chị nhà đầu tư á. Và về diễn biến tâm lý của thị trường chúng ta cũng có thấy một cái sự đồng thuận đối với thị trường, đó chính là hiện tại chúng ta đang có cái ngưỡng tâm lý là ở mức 76%, một cái ngưỡng cũng khá là hưng phấn anh chị ha. 76% cho thấy là chúng ta vẫn anh chị nhà tư 76 điểm cho thấy là anh chị nhà tư chúng ta trên thị trường vẫn đang trong một cái xu hướng, đó chính là vẫn mong vẫn xu hướng là nghĩ là thị trường vẫn sẽ tiếp tục tăng, và chúng ta vẫn đang rất kỳ vọng vào cái sự tăng điểm của thị trường này. Tuy nhiên thì khi mà cái đoạn hưng phấn này, cái chỉ số hưng phấn này nó càng lên cao, đặc biệt khi nó càng tiệm cận mức 100 á, thì lúc đó thì nó sẽ có những cái rủi ro. Những rủi ro đó chính là cái việc quá mua các cổ phiếu trên thị trường. Bởi vì anh chị nhà tư chúng ta cũng chú ý nha, cái điểm hiện tại nó cũng đã 76 rồi, nó cũng đã khá là cao. Nên cũng là một cái điều dễ hiểu mà chúng ta có thể thấy được là hiện tại đã rất là nhiều cái cổ phiếu trên thị trường nó đã đều tăng mạnh và rất rất khó để có những cái điểm mua mới. Vì vậy trong cái room tư vấn của anh em Top Farmer Group cũng cả khoảng một tuần nay cũng đã không có những cái mã khuyến nghị mua mới nào, bởi vì các cổ phiếu anh chị đầu tư hiện tại đều đã kéo lên rất cao rồi, cái đà hưng phấn nó đã đang rất là cao rồi, và cái nên là những cái điểm mua mới là đã rất là khó, và cái khả năng điều chỉnh lúc này nó sẽ là lại càng dâng cao hơn. Về tiếp theo thì Hưng sẽ về dự báo, đó chính là biểu đồ sức mạnh ngành. Đây là một cái thống kê khá là hay và hữu ích cho anh chị nhà đầu tư để mà chúng ta có thể nắm được, đó chính là cái nhóm ngành nào nó đang dẫn dắt thị trường, nhóm ngành nào nó đang suy yếu, mà từ đó chúng ta có thể lựa chọn được những cái nhóm ngành mạnh và chúng ta có thể đi theo thị trường, đi theo một cái đám đông mạnh mẽ, và nó sẽ giúp cho chúng ta có được lợi nhuận tốt hơn. Thì trong tuần rồi thì Hưng cũng đã có những cái phân tích về dự báo, đó như những nhóm ngành mà nó khả năng tiếp tục tăng trưởng, đó chính là nhóm ngành dầu khí nè, nhóm ngành thép nè, nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng nè, là những nhóm ngành đã vào thuộc nhóm dẫn dắt và sẽ tiếp tục để có những lợi nhuận. Thì chúng ta sẽ nhìn qua thực tế các cổ phiếu của các nhóm ngành này như thế nào.
Thì rõ ràng các chúng ta sẽ chứng kiến nó có cổ phiếu này, đó chính là nhóm ngành dầu khí nè. Thì trong một tuần qua thì nó cũng không có tăng, đối với một vài cổ phiếu nó cũng không có tăng quá mạnh hoặc nó cũng không có giảm quá mạnh. Đa số thì nó vẫn đang một cái duy trì một cái mức đà tăng khá là ổn. Ví dụ như một số cổ phiếu nó cũng đã tăng rất tốt như là BSR, thì công cụ lướt sóng RA của Top Farmer cũng đã cho chốt lãi với mã BSR này với mức lãi là hơn 22-23%. Đó. Thì những anh chị nhà đầu tư nào đã mua mua theo sóng dầu khí và sử dụng cái công cụ này thì cái trong tuần này chúng ta cũng đã chốt lời đối với mã cổ phiếu. Thì nhìn biểu đồ này chúng ta có thấy hiện tại cái mũi tên nó cũng đã nó có thể thấp hơn một xíu, cho thấy là cái đà tăng nó trong tuần này nó cũng đã suy yếu một tí ha. Chỉ có một số mã tiêu biểu thì nó vẫn còn đang tăng mạnh như là BSR. Thì đối với mã BSR này hôm nay trong tuần này team cũng đã cho chốt lời vào phiên ngày thứ nhớ thứ tư hay thứ năm thì team cũng đã cho chốt lại với mã BSR. Thì nhìn về cái xu hướng hiện tại thì chúng ta có thể thấy thì có khả năng thì các mã dầu khí nó sẽ vẫn còn tiếp tục tăng trưởng nữa. Tuy nhiên thì cái đà tăng nó có thể sẽ dần dần suy yếu bởi vì nó cũng đã được cắt nhiều tuần rồi. Nó đã tăng được 2-3 tuần rồi, cũng khoảng 3 tuần trở lên rồi. Nên cái việc suy yếu điều chỉnh là cái chuyện khá là bình thường. Tiếp theo thì đó chính là nhóm ngành thép, màu vàng đây anh chị nhé. Thì trong tuần rồi Hưng cũng có nhận định đó chính là nhóm ngành thép sẽ là nhóm ngành tiếp tục là thuộc nhóm dẫn dắt thị trường. Thì thực tế chúng ta có thể thấy thì chúng ta sẽ nhìn qua chart chúng ta thấy là nhóm ngành thép trong tuần này cũng đã tăng rất là tốt, có thể nói là trong những nhóm tăng mạnh nhất trong thị trường. Tiêu biểu các cổ phiếu như Hòa Phát này cũng tăng rất là tốt, Nam Kim thì tăng đặc biệt mạnh luôn. Nếu tính từ 5 phiên từ bữa đầu tuần tới nay thì nó cũng đã tăng cũng khá là nhiều rồi. Hoa Sen, vân vân. Thì các cổ phiếu này hiện tại vẫn đang tăng tốt anh chị ha. Đó, thì mình cái biểu đồ hôm nay thì nó cũng đang vẫn còn trong nhóm dẫn dắt. Chính vì vậy đối với các cổ phiếu thép này á, nếu những anh chị nhà đầu tư nào chúng ta chưa chốt lãi thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được anh chị ha. Chúng ta vẫn cố gắng theo cái câu chuyện đầu tư công này. Và Hưng nghĩ anh chị nhà đầu tư sẽ đạt cái thành quả sẽ rất là cao. Cái nhóm ngành thứ ba đó chính là cái nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng. Thì trong tuần rồi nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng này nó cũng đã tăng lên ở xem cái mức đó chính là gần lên mức dẫn dắt. Thì trong tuần này thì nó cũng đã tăng là chính thức là nó đã vào cái nhóm dẫn dắt này nè, nó đã bật tăng cái lợi nè. Chúng ta có một số cổ phiếu tiêu biểu như là Thế Giới Di Động. Đó, thì trong tuần này cổ phiếu Thế Giới Di Động nó cũng đã tăng từ cái vùng gần MA20 và nó cũng tăng lại cái đỉnh cũ. Và đối với cổ phiếu Thế Giới Di Động thì nếu những anh chị nhà đầu tư nào có theo dõi những cái clip phân tích của Hưng từ trước thì Hưng cũng đã có những cái khuyến nghị mua đối với cổ phiếu này. Và hiện tại có lẽ anh chị nhà đầu tư nào có mua theo chúng ta đều đã có được cái mức lợi nhuận tốt ở cái theo áp dụng theo phương pháp trade hình hộp này. Đó, thì chúng ta đã có những cái mức lợi nhuận khá là tốt đối với cổ phiếu Thế Giới Di Động rồi. Nếu mà chúng ta mua thì có lẽ hiện tại chúng ta đã có thể chốt lãi với mức lợi nhuận cũng được hơn 12% chị ha. Thì đó, thì trong tuần này cổ phiếu thấy các cổ phiếu ngành ba nhóm bán lẻ tiêu dùng cũng đã tăng tốt, tiêu biểu như cổ phiếu Thế Giới Di Động, cổ phiếu BNG, cổ phiếu BNG cũng tiếp tục là một cái xu hướng tăng. Chúng ta thấy là các đường EMA nó bắt đầu mở ra nè, nó mở rộng ra và cho thấy là cổ phiếu BNG vẫn đang có một cái xu hướng tăng khá là tốt. Nên chúng ta sẽ tiếp tục follow các cổ phiếu này anh chị ha. Các FRT trong này đang biến động trong cái vùng giá đỉnh. Nó cũng không quá là xíu, nó đang có thể là tạo nền vùng giá này. Nếu mà chúng ta có thể canh canh mua khi mà giá gần quanh MA20, khi mà chúng ta nhìn cái biểu đồ thì hiện tại cái nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng nó vẫn đang và đang vào cái nhóm dẫn dắt này nè, nên chúng ta vẫn có thể xem xét tham gia ở những vùng đối với cổ phiếu này khi nó ở gần cái MA20 này mà sẽ lá anh chị ha. Bet Bet cũng là một cổ phiếu bán lẻ bên ấy cũng tăng tăng tốt trong tuần này. Đây, Bet cũng hôm nay cũng đã tăng vùng vượt cái đỉnh gần nhất của nó một tí. Đó, thì nó cũng đang tăng đang rất là tốt. Thì nhìn vào cái biểu đồ này chúng ta có thể thấy như vậy, nếu mà những anh chị nào á
Một cách đơn giản là chúng ta mua theo cái những cái dự báo từ cái thống kê biểu đồ sức mạnh ngành này, thì có lẽ là chúng ta đều đang có những cái mức lợi nhuận khá là tốt. Nhóm ngành thứ ba mà Hưng cũng có, như thứ tư mà Hưng cũng đã dự báo trong tuần rồi có thể chuyển biến, đó chính là nhóm ngành ngân hàng. Nó đã chuyển biến từ cái nhóm ngành tụt hậu vào cái nhóm ngành tăng trưởng, và hiện tại nó đang cái hướng mũi tên về cái nhóm ngành dẫn dắt. Tuy nhiên nó vẫn còn một quãng đường xa, và trong tuần này nó cũng chưa có đi xa được. Thì theo dõi trên thị trường thì chúng ta cũng có thể thấy được là rõ ràng trong tuần này cũng đúng là có nhiều cổ phiếu ngân hàng, những cổ phiếu tăng giai đoạn tăng trước nó không bị ảnh hưởng thì hiện tại nó vẫn đang tăng tốt, còn một số cổ phiếu thì nó đã có sự hồi phục từ cái vùng đáy, như là cổ phiếu STB nè, rất là nhiều cổ phiếu nó đã bắt đầu đã có dấu hiệu hồi phục, rất nhiều cổ phiếu ngân hàng đã có dấu hiệu hồi phục từ vùng đáy, thì tiếp tục cho thấy là công cụ chúng ta đã có những cái dự báo hiệu quả anh chị ha. Thì như vậy Hưng sẽ có những dự báo tuần này, thì tiếp tục chúng ta có thể thấy được đó chính là đầu tiên đó chính là nhóm ngành dầu khí vẫn đang trong nhóm dẫn dắt nè. Tuy nhiên mặc dù cái sức mạnh nó vẫn đang có sự suy yếu một tí, tuy nhiên thì với việc nó vẫn chưa chưa cho thấy được cái sự yếu suy yếu mạnh của mình, thì khả năng nhóm ngành dầu khí vẫn là cái nhóm ngành tiêu điểm của chúng ta trong tuần tới. Tiếp theo đó chính là nhóm ngành thép. Thì nhóm ngành thép với cái việc mà dòng tiền nó vẫn đang vào với câu chuyện đầu tư công từ đây cuối năm nữa, nên khả năng cao là nhóm ngành thép vẫn là nhóm ngành ngự trị trong cái nhóm ngành dẫn dắt trong cái thời gian tới anh chị ha. Tiếp theo đó chính là nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng, thì nó cũng chính thức vào tuần này, cuối tuần này nó cũng đã vào cái nhóm ngành dẫn dắt rồi. Đây cũng lẽ là một nhóm ngành mà tiêu biểu để mà chúng ta có thể quan sát, và nếu mà những anh chị nào vẫn còn chưa mua, chúng ta có thể canh mua đối với các cổ phiếu mà vừa giới thiệu qua. Thì cái điểm mua về cái phương thức giao dịch điểm mua, thì anh chị nhà đầu tư nếu mà chúng ta vẫn là chưa là khách hàng của Top Farmer Group, thì anh chị có thể liên hệ với số hotline là 0988 531 538 để được nhân viên bên em chăm sóc anh chị ha. Tiếp tục tiếp theo là nhóm ngành ngân hàng. Thì nhóm ngành ngân hàng nó vẫn trong cái khả năng là vẫn trong cái giai đoạn hồi phục thôi. Chúng ta vẫn chưa có nhiều câu chuyện để chúng ta có thể nói tiếp. Khi nào nó sẽ thay đổi mạnh hơn thì Hưng sẽ thông báo tiếp theo. Thì ngoài ra chúng ta có một số nhóm ngành nó cũng là đang có sự hồi phục khá là nhanh chóng, đó chính là cái nhóm ngành vật liệu xây dựng nè. Nhóm ngành vật liệu xây dựng nó cũng ăn theo câu chuyện đầu tư công, và hôm nay mình trong tuần rồi nó có một cái mũi tên đi xuống, nhưng mà trong tuần này nó đã đi ngang rồi nè. Nó đã có dấu hiệu đi ngang, và khả năng cao thì nó sẽ sớm sớm tích lũy lại và nó sẽ quay lại cái nhóm dẫn dắt. Như vậy chúng ta có thể tiếp tục theo dõi cái câu chuyện của nhóm vật liệu xây dựng chị ha. Còn lại thì đối với các cổ phiếu của các nhóm ngành khác thì nó vẫn đang trong cái giai đoạn suy yếu, thì chúng ta có thể tạm thời bỏ qua đối với các cổ phiếu này, chờ nó có những diễn biến mới hơn, những biến mới hơn thì chúng ta có hãy tham gia mua mới. Còn nếu mà những anh chị nhà đầu tư nào chúng ta đang nắm giữ các mã cổ phiếu trong những cái nhóm ngành mà đang trong trạng thái suy yếu này, và chúng ta vẫn chưa có quyết định được là mua bán hay là nên nắm giữ tiếp, thì anh chị nhà đầu tư tiếp tục có thể liên hệ bên nhân viên chăm sóc khách hàng bên công ty Top Farmer Group để được hỗ trợ. Như vậy thì bài phân tích nhận định thị trường của Hưng cũng đến đây là hết. Cảm ơn chị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi đến hiện tại. Nếu anh chị cảm thấy hay và hữu ích đối với các video của anh em Top Farmer thì hãy like, subscribe và chia sẻ để nó có thể mang nhiều giá trị hơn đến cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán. Lời cuối cùng, Hưng xin chúc anh chị nhà đầu tư đạt được nhiều thành công trên chặng đường đầu tư chứng khoán. Hưng xin cảm ơn.